Đây là Vsmart Bee Lite 4G, smartphone cơ bản chạy Android Go, giá chỉ 600.000 đồng. Vsmart Bee Lite là chiếc smartphone siêu rẻ, hướng tới những người dùng ở mức phổ thông, chỉ cần một chiếc máy liên lạc cơ bản. Mặc dù còn chưa ra mắt, tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chiếc Vsmart Bee Lite đã được một số người dùng ở Việt Nam cầm trên tay sớm. Đây là chiếc smartphone có mức giá thấp nhất được Vsmart ra mắt, tập trung vào đối tượng người dùng phổ thông, chỉ yêu cầu một chiếc máy có khả năng đáp ứng các nhu cầu liên lạc cơ bản. Vsmart Bee Lite có thể được coi như là phiên bản cắt giảm mạnh của Vsmart Bee 3 ra mắt cách đây không lâu. Máy có thiết kế vô cùng phổ thông với thiết kế cổ điển của smartphone từ vài năm trước. Máy hoàn thiện toàn bộ từ chất liệu nhựa. Điểm độc đáo của chiếc smartphone này là máy có thể bóc được nắp lưng ra và thay được viên pin đi kèm theo. Điều mà ở thời điểm hiện tại, không một chiếc máy nào có thể làm được. Màn hình của Vsmart Bee Lite là màn hình thin film transistor kích thước 5,45 inch, độ phân giải là Full Wide Video Graphic Array cộng, viết tắt là FWVGA, là dòng sản phẩm giá siêu rẻ thì người dùng khó có thể đòi hỏi được một chất lượng hiển thị tốt. Về cấu hình phần cứng, Vsmart Bee Lite được trang bị con chip Snapdragon 215, RAM 1GB, ROM 16GB, pin 2500mAh, sạc qua cổng Microsoft USB, máy chạy trên nền tảng Android Go dựa trên Android 10. Điều đặc biệt ở chiếc smartphone này là có hỗ trợ mạng 4G, người dùng hoàn toàn có thể mua về để làm một cục phát Wi-Fi di động. Ngoài ra, sản phẩm cũng có camera 5MP ở mặt sau và 2MP ở mặt trước. Vsmart Bee Lite được cho là có mức giá chỉ 600.000 đồng mà thôi. Ở mức giá này, khó có chiếc smartphone nào bán ra chính hãng có thể cạnh tranh được với sản phẩm. Kể cả Bphone C85 với giá 500.000 đồng thì cũng chỉ là một chiếc điện thoại phổ thông chạy KOS, không thể nào bằng Vsmart Bee Lite chạy Android Go được. Hiện tại, Vsmart Bee Lite chưa có ngày ra mắt cụ thể. Theo sforum.vn, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.